Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn và mọi người cùng xem thì hôm nay mình đã lại tới được chùa Thôn Dung. Mình đã thấy được là hai chiếc ghe ngò lớn nó đã chỉnh sửa và sơn phết này kia lại đã hoàn thành hết rồi. Đó thì mình sẽ quay vòng vòng để cho các bạn và mọi người xem và tham khảo. Đó. Chuyến này là mình cũng nghe nói là ở Thôn Dung là giữ hai ghe tại huyện Gò Quao luôn nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn và mọi người xem và tham khảo. Đây một cặp ghe ngò của Thôn Dung. Đó, những cái nét hoa văn này các bạn cực kỳ đẹp. Ngày cũng mới nghe mấy anh nghệ nhân nói là mới sơn xong, mà nói nghe lúc sơn mình cũng không có hay luôn, phải hay quay vô đi xem mà xong kéo rộng còn. Đây là ghe ngò cũ sửa lại nha các bạn. Ở Thôn Dung thì hai ghe ngò cũ sửa lại, thì nói chung là mấy ghe này thì chùa Thôn Dung chủ chúng ta cũng đã từng đương kim được các nhiều nơi nha các bạn, chứ không phải là không có thành tích đâu nha. Được rồi, nó nghe cũng mình cũng có hỏi là nghệ nhân nào đóng nhưng mà mình giờ mình cũng quên các bạn. Thì mình cũng nghe nói thì chỉ là sơn lại thôi, cái nét hoa văn vẫn còn nét hoa văn cũ các bạn. Không phải vậy, mình quay lại để cho các bạn xem người xem ha. Ghe sửa chữa lại, sửa chữa và sơn lại. Cái này giữ cái hai ghe luôn, hai ghe tại quyền Hòa. Tiếp tục mình này, bây giờ các bạn xem những cái nét hoa văn của chùa. Ở đằng này cao quá, ghê luôn, cao giót lên rồi nè, hết hồn luôn ha. Ủa, cái lái này cao lắm luôn nè, hai cái lái bằng nhau luôn. Thì thấp ở đây cao đầu các bạn, nói thôi đẹp luôn chưa, quá trời cặp vĩ đại luôn. Rồi cũng vô mới sơn xong đó mà mới hoàn thành. Còn ở đây thì ghe ngò mini của Thôn Dung tới 4 ghe nha bạn. Quá trời, một cặp cái chán nhau luôn nè. Còn này các bạn, không khác cái gì chân luôn. Đó, bây giờ đã hoàn thành hết trơn rồi, chuẩn bị chờ ngày là sẽ thi đấu rồi. Hai ghe nét quay văn đều giống nhau hết luôn nha các bạn, không khác cái gì luôn đó. Quá đẹp. Rồi tiếp tục mình sẽ đi dài dài mình quay giữa gì đi để cho các bạn xem thấy hai cái nét quay văn giống hệt nhau này. Hai ghe này bằng nhau luôn á nè, không ghe nào cao thấp hơn ghe nào hết nha bạn. Cái độ dài á, không ghe nào dài hơn luôn. Đây các bạn xem đích đầu đầu như nhau hết, sửa lại, sửa lại sơn lại chứ không có đóng ghe mới nha các bạn. Hai ghe giống hệt một kiểu qua văn luôn, không có khác.
cái đèn cao gác bên đây. Cũng mình mới ra bữa nay thì cũng mới nghe nói là mới sơn xong luôn đó các bạn, chứ sửa lại thôi chứ không có đóng nhà mới nha. Đây lên rồi cũng đi chán nhau luôn mình nha. Bên này thì anh em đang sửa ba chiếc ghe nhỏ. Nó không vô thì tới 4 ghe mini nha. Bằng nhau luôn, hai ghe này. Hai ghe bằng nhau luôn ha. Thấy không ghe nào dài hơn ghe nào hết. Đã hoàn thành hết luôn rồi đó nha các bạn. Đó giờ sửa chữa đã hoàn thành hết rồi. Giờ chỉ là chờ ngày thi đấu thôi. Nhắc qua dăng lên cái các bạn con giật đập. Lấy tiền ha. Quá. Ngầu rồi. Đập mắt quá đẹp. Cây dầm cũng đẹp. Gà hồn ghê luôn ha. Bên đây cũng vậy nha các bạn. Cây dầm để vô cái nó quá tuyệt luôn. Quá đẹp đẹp mắt. Thông dung là chuẩn bị tới một cặp để đi đấu ở huyện Gò Quao nha các bạn. Rồi thì mình cũng quay ghe ngò lớn thì bao nhiêu đây để cho các bạn mọi người xem và hiểu để nắm ha. Đó thì ở thông dung thì dự hai ghe đó, hai ghe ngò lớn để dự tại Gò Quao. Cái này thì đã sửa chữa lại chứ không có là đóng da mới nha các bạn. Đó mà đã hoàn thiện hết rồi, giờ là chỉ chờ ngày thi đấu thôi. Rồi vậy thì mình cũng xin tạm biệt các bạn nha.